Thưa quý vị, trong đêm nay khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống, những cơn mưa nhỏ vẫn còn xuất hiện một vài nơi, cùng với đó là mức nhiệt đêm ở miền Bắc vẫn còn giảm thêm từ 1 tới 2 độ nữa. Thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh vùng núi phía Bắc hạ xuống chỉ còn từ 12 cho tới 15 độ, trong khi đó ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cũng hạ xuống chỉ còn từ 16 cho tới 18 độ. Sang đến ngày mai, khi đã nằm sâu trong khối không khí rét, miền Bắc trời chuyển khô ráo hơn, mức nhiệt ngày thì vẫn thấp. Ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, nhiệt độ từ 15 cho tới 17 độ, vùng Trung Du nhiệt độ từ 17 tới 19 độ, còn ở khu vực đồng bằng nhiệt độ từ 19 tới 21 độ, trời tiếp tục rét suốt cả đêm lẫn ngày. Ở miền Trung, trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống nhiều hơn. Cùng với sự mở rộng của vùng mưa thì nhiệt độ của miền Trung cũng giảm theo. Cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế, nhiệt độ là từ 18 tới 21 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, trời chuyển rét nhẹ về đêm và sáng, lạnh vào ban ngày và nhiệt độ giảm còn từ 21 cho tới 23 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên, nhiệt độ cũng hạ còn từ 24 tới 25 độ. Riêng Khánh Hòa đến Bình Thuận chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao từ 26 cho tới 29 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục chuỗi ngày tạnh giáo và quãng thời gian tạnh giáo ở đây sẽ còn kéo dài. Trong đêm nay, cả hai khu vực phổ biến vẫn là không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Còn ngày thì trời có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên chưa có biến động nhiều, ổn định ở mức từ 28 cho tới 31 độ. Đối với các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ từ 31 cho tới 33 độ. Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 khiến cho biển động, sóng biển cao từ 1,50m tới 2,50m. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 khiến cho biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 cho tới 4 mét. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.